Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày mùng 2 tháng 10, đại diện khu du lịch Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng một tháng qua, trong khu du lịch ghi nhận có khoảng 20 con hổ Bengal từ vài tuần tuổi đến trưởng thành và một con báo đen bị chết. Do đó, đơn vị đã tiến hành các biện pháp khử trùng khu vực chuồng trại và cách ly để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo cơ quan chức năng. Sở Y tế Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân nhiều cá thể hổ nuôi ở khu du lịch Vườn Xoài, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị chết. Khi thấy xuất hiện tình trạng những con hổ đầu tiên bị chết, khu du lịch Vườn Xoài đã được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tách riêng khu vực nuôi hổ để theo dõi, tránh tình trạng lây lan. Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phối hợp với tri cục thú y vùng 6 kiểm tra lâm sàng và lấy hai mẫu xét nghiệm kiểm tra. Thông tin từ tri cục thú y vùng 6 ghi nhận, hổ chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh, tỉnh Long An và khu du lịch vườn xoài. Trước đó, từ tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, tại vườn thú Mỹ Quỳnh có 27 con hổ và 3 con sư tử chết. Trong đó có 3 con hổ mới nhập về khu du lịch trên. Những cá thể còn lại có nguồn gốc tại vườn thú. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của loài hổ tại vườn thú dương tính cúm AH5N1. Còn tại khu du lịch vườn xoài, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đã kiểm tra lâm sàng với hai cá thể hổ chết, bước đầu chẩn đoán nghi do viêm phổi. Nhận được thông tin chia sẻ từ tri cục thú y vùng 6 về việc ghi nhận hổ chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hổ chết chưa rõ nguyên nhân tại khu du lịch vườn xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về việc ghi nhận động vật hoang dã nhiễm cúm AH5N1. Tại tỉnh Long An, xác định có 3 nhân viên vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp xúc trực tiếp với hổ. Tại tỉnh Đồng Nai, thông tin nhanh sơ bộ có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ. Ngành y tế đang phối hợp cùng ngành thú y và kiểm lâm triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm sang người. Điều tra, xác định người tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe, bao gồm cả nhân viên trực tiếp chăm sóc thú và người có liên quan. Truyền thông phòng chống dịch cúm gia cầm tại khu vực có nguy cơ. Bên cạnh đó, thành lập đoàn giám sát và báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình nguy cơ dịch bệnh cúm A H5N1 trên địa bàn. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An, Đồng Nai đáp ứng kiểm soát, hạn chế nguy cơ virus H5N1 lây nhiễm sang người. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang làm rõ các nội dung liên quan. Ngày 1 tháng 10, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị đang điều tra nguyên nhân ba mẹ con tử vong tại xã Sa Phìn. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 9, tại gia đình anh VMS sinh năm 1986, thôn xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn, người dân phát hiện chị D, vợ anh S và con là cháu VMD sinh năm 2024 tử vong trên giường. Hai người con của chị D là cháu VTG sinh năm 2021 và VTX Sinh năm 2022 có biểu hiện nôn mửa nghi là ngộ độc thuốc trừ sâu được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, cháu X đã không qua khỏi, cháu G đã qua cơn nguy kịch. Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sáng mùng 1 tháng 10, ông Võ Cao Long, trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thông tin về vụ việc cô giáo Trương Phương Hạnh xin phụ huynh mua laptop ở trường Tiểu học Trương Dương. Theo ông Long, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận 1 đã thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở trường Tiểu học Trương Dương là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm, công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thống nhất cử cô Đinh Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng sẽ thay thế cô Trương Phương Hạnh phụ trách việc giảng dạy các em học sinh lớp 4 trên 3. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục và đào tạo, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân đến tiếp xúc động viên cô Hạnh. Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đề nghị cô Hạnh Tường Trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Ông Long nói rõ, động viên ở đây nên được hiểu là trong cuộc sống hay công việc, có những quyết định ở thời điểm đấy nóng vội. Chính vì vậy, tổ công tác đến để tìm hiểu tình cảm, tư tưởng của cô Hạnh. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận 1 cũng nói rằng, sau sự việc này, thời gian sắp tới, tôi sẽ chỉ đạo phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Sáng 30 tháng 9, trường tiểu học Trường Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức. Theo đó, cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, kiêm khối trưởng khối 4 bị tạm đình chỉ 15 ngày. Lý do để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Về việc bị đình chỉ, cô Hạnh nói, Tôi đã công tác 30 năm trong ngành nên có thể nghỉ hưu luôn cũng được, nhưng việc đình chỉ rất áp lực, vì vậy phải vững vàng để vượt qua. Khi nhìn nhận lại sự việc, cô Trương Phương Hạnh cho rằng tôi bị phụ huynh phản ánh đổi chủ nhiệm là do tôi không nhận tiền nên phụ huynh mới nghĩ rằng tôi dỗi. Theo cô Hạnh, xin phụ huynh hỗ trợ một laptop là không đúng quy định, bản thân cô cũng đã nhận thức được việc này bằng cách không nhận sự hỗ trợ. Nữ giáo viên mong mọi việc sớm được làm rõ để giải tỏa khúc mắc vì việc này ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần của mình. Mặt khác đây là danh dự, do vậy cô sẽ đi đến cùng để lấy lại danh dự cho bản thân. Cô Trương Phương Hạnh, giáo viên trường tiểu học Trường Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người bị phụ huynh tố xin tiền mua laptop, còn bị tố bán đồ ăn trong lớp cho học sinh. Hơn 20 phụ huynh lớp 4 trên 3 đã đứng trung đơn phản ánh lên hiệu trưởng trường này rằng qua lời kể vô tư của con, cô Hạnh bán đồ ăn uống như xúc xích, mì gói, nước ngọt trong lớp, học sinh vừa học bài vừa ăn, hay có lúc cô mở YouTube, học sinh ngồi dưới làm bài, còn cô thì ngồi trên ăn. Về vấn đề này, cô Hạnh cho hay, tôi ở xa trường nên đem đồ ăn lên lớp, học sinh kêu đói nên tôi có bán cho các cháu, nhưng học sinh mua đồ ăn nơi khác vẫn được ngồi trong lớp ăn bình thường. Nữ giáo viên cũng cho biết có dạy thêm học sinh từ ngày 9 tháng 9 nhưng đã dừng. Cô Hạnh chia sẻ, tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa và cũng mong sự việc sớm được giải quyết. Cô Hành đã có 30 năm làm việc trong ngành giáo dục và 18 năm dạy học tại trường tiểu học Trương Dương. Hiện tại, theo ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương cho biết, ngày 30 tháng 9, nhà trường vẫn tổ chức đón học sinh lớp 4 trên 3 đi học bình thường. Đồng thời, nhà trường đã bố trí giáo viên mới dạy lớp 4 trên 3 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1. Ông cho hay, nhà trường đang tập trung giải quyết vụ việc và mong phụ huynh an tâm cho học sinh đến trường. Yeah. <laughs>